Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Lẽ ra là ngày hôm qua mình đã ra video rồi, thế nhưng mà mới tiêm lại mũi thứ 3 cho nên là nó hơi ngu người mất bài hôm nay. Đó. Thì trong chủ đề ngày hôm nay, anh em mình sẽ lại tiếp tục đi xăm soi, đi reaction những cái bộ nước hoa và các anh em đã đăng ký ủng hộ kênh. Chúng ta sẽ cùng xem là những người anh em thiện lành của chúng ta đã có những chai gì và có những cái gì cần để góp ý hay không. Ok. Bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và lên đường thôi. Ok các anh em, trước tiên chúng ta cùng đến với bạn Nick Faye là Nhã Samuel. Anh em mình hãy cùng xem người anh em thiện lành của chúng ta đang sở hữu những chai nước hoa nào. Đó. Ở ngăn đầu tiên thì mọi người có thể thấy ngay là một hàng những cái hàng chai đắt tiền, ví dụ như là của Amorge này, thì có Jubilation 25 này, Lyric này. Ở góc trong cùng thì do hơi tối nhưng mà mình đoán là Memoir và Reflection. Ok. Jubilation 25 là một chai nước hoa mà kỷ niệm 25 năm ngày thành lập của hãng này, và mùi hương của nó thì đúng một cái chất gọi như kiểu hoàng gia, rất là hay, đậm đà. Tiếp nữa đó là Creed Aventus. Nhìn ở đây là mình đã cảm thấy là có nhiều batch cũ rồi, đằng sau nó cả một hũ nữa cơ, đầu tư gấp. Và góc trong cùng đó là bộ ba sản phẩm của nhà Paragon. Chai Lord George này thì mình đã từng được ngửi một lần mà mình không cảm thấy quá ấn tượng, bởi vì cái mùi hương của nó, nói chung là nó thế nào nhỉ, nó không tạo nên cho mình một cái gọi là một cái cảm xúc mãnh liệt ấy, nó hết sức là bình bình và nó mình không muốn ngửi lại một dạng kiểu như thế. Peter Sam và Clara mình từng được ngửi nhưng mà nói thật là bây giờ mình không nhớ. Nói chung nhà Paragon này thì mình đã được ngửi những cái chai nước hoa của nữ là nhiều hơn, thì mình thấy rất là thích. Đó, cái kiểu mùi nó rất là quý phái, nó giống sang trọng và quý phái, những cái mùi nước hoa nữ của nhà nước hoa này. Đó. Bây giờ anh em mình xuống ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai ở đây thì có thể thấy ngay đây là một fan của Jean Paul Gaultier này, rất là nhiều. Rất là nhiều, ví dụ như Fleur de Mai có những backup những tận thêm một chai, và Fleur de Mai Cologne rất là hiếm. Chai này nói thật là không phải là muốn là tìm được đâu. Kèm theo nữa thì rất là nhiều những phiên bản Le Mai, Ultra Mai nữa này. Đó. Có thể thấy là người anh em này có vẻ như khá là hâm mộ nhà Jean Paul Gaultier. Đó. Và ở ngăn cuối cùng chúng ta có thể thấy là những cái chai nước hoa niche khác, ví dụ như ở đây là Cocaine này. Thực tế em đã nói thì gọi là Cocaine nhưng mà mùi hương của nó hơi một chút nó chút hơi hướng floral, và như mình vẫn nói trong một vài video trước là mùi của nó có thêm giống như mùi hương của bánh khảo ấy. Không, mình không thấy có cái chất Cocaine nào ở đây cả. Mancera C Drop Boys 24. Cái chai 24 này thì mình cũng đã được nghe rất là nhiều những cái đánh giá rất là tốt về mùi hương của chai nước hoa này, nhưng mà cũng chưa có dịp được ngửi. Đó. Santa Barbara này, Portrait of Lady, một mùi hoác hương và hoa hồng rất rất là ngon. Anh em nào có điều kiện mà muốn mua một chai hoác hương thì Portrait of Lady rất là tốt. Baccarat Rouge kinh nha, NAP Extract luôn. Trong cùng là hai chai chết thì thôi, chúng ta cũng không tính. Đó. Và đây là bộ sưu tập nước hoa của bạn Nhã Samuel. Chúng ta có thể thấy rằng trong bộ sưu tập này có một cái ưu điểm rất là lớn, đó là đang sở hữu một số những cái chai vintage mà rất là nhiều anh em trong giới giang hồ thèm khát. Ví dụ như là Creed Aventus, mình nghĩ rằng đây sẽ là những cái batch cũ. Và ví dụ như là Fleur de Mai, Fleur de Mai Cologne, đấy đều là những cái chai mà rất rất nhiều những anh em đã đang tìm kiếm. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại thì gần như là bất khả thi. Cho nên ở bộ sưu tập này chúng ta có thể thấy điểm ưu điểm nổi trội nhất đó là đang sở hữu một số những cái gọi là có thể gọi luôn là những cái báu vật mà trong giới giang hồ bấy lâu nay vẫn đang lùng sục tìm kiếm, thì người anh em của chúng ta đang sở hữu. Đó, đấy là cái ưu điểm nổi trội nhất trong bộ sưu tập này. Tuy nhiên thì mình có một vài lời góp ý đến người anh em của chúng ta. Điều đầu tiên đó là theo cá nhân của mình thì mình thấy rằng là bạn này đang bị thiếu những cái chai có cái độ linh hoạt mùi, biên độ rộng, để mà chúng ta khi mà chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ thời gian, chúng ta cũng có đủ một cái tâm lý để mà hôm nay mình sẽ làm cái này, hôm nay thời tiết là như này thì mình sẽ chọn mùi này. Không phải lúc nào tâm lý chúng ta cũng 100% là đủ thư thái để mà chọn mùi, mà lúc đấy
chúng ta muốn nhanh gọn, ta muốn lôi ra xịt một phát. Cái nhất là vừa nhanh vừa an toàn và vẫn phải đảm bảo một cái gì đấy ấn tượng cho mọi người khi mà ngửi, thì người anh em này của chúng ta là đang thiếu. Cho nên lời góp ý của mình là bạn nên cân nhắc sắm thêm một vài chai nước hoa vẫn đảm bảo ngon và có cái độ linh hoạt mùi nó nhiều, để mà khi chúng ta chỉ cần việc lấy ra đi thế là xong, không cần phải lân tăn. Đó, đấy là cái điều đầu tiên mình muốn góp ý. Điều thứ hai, bộ sưu tập này của bạn thực tế thì nó có hơi thiên hướng là sưu tầm, đó, về sưu tầm hơn là về để sử dụng. Mình thấy rằng là bạn những bộ nước hoa này của bạn thiếu rất 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 nhiều những cái tông mùi cơ bản của nước hoa nam, ví dụ như spicy, woody, citrus, đó. Tất nhiên thì ví dụ như mấy chai Pelagon cũng có những chai thì nướng spicy, thế nhưng mà như thế là chưa đủ. Với chỉ cần một, với một hai chai thì sao có thể đủ được cho cả một tông mùi. Đó, thế nhưng ở đây thì mình thấy rằng những chai hoa của bạn có thiên hướng là về sưu tầm, giống như kiểu là mình thích thì mình cứ mua cả một line thôi, kiểu như thế. Chứ đang hơi bị thiếu mất một cái, nó giống như kiểu là một cái định hướng là chúng mình sẽ nghiên cứu nhóm mùi này, mình sẽ nghiên cứu nhóm mùi này, mình sẽ nghiên cứu nhóm mùi này. Thì thực tế mà nói thì mình nhìn cái bộ nước hoa này của bạn, mình chưa thấy có thiếu rất rất nhiều những chai nước hoa thuộc có những nhóm mùi cơ bản. Thì bạn có nghĩa là bạn có, thế nhưng nó quá ít. Nó có nghĩa là gần như là chỉ để có thôi, chứ chưa cho thấy là một sự đào sâu tìm hiểu. Do vậy mình nghĩ rằng nếu như bạn vẫn đam mê với thế giới mùi hương thì bạn nên cân nhắc xem lại cái chiến thuật đó, sử dụng tiền của mình làm sao mà mình mở mang rộng ra được cái kiến thức mùi về quỹ mùi đó, để mà mình sẽ sở hữu nhiều mùi hương nó độc đáo. Còn như ở đây mình chỉ thấy rằng bạn đang có một cái thiên hướng sưu tầm về đồ cổ hơn là chơi. Đó, giống như chơi đồ cổ thì cứ thấy là chai nào mà hiếm thì mình quất thôi, còn để mà chơi thì mình chưa cho thấy, mình cảm giác rằng bạn đang hơi chưa có một cái chiến lược cụ thể. Thì đấy là những cái lời góp ý của mình về bộ sưu tập nước hoa của người anh em Nhã Shaman. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với người anh em tiếp theo nhá. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với một bạn có nickname là Đỗ Huy, và anh em mình hãy cùng xem người bạn này đang sở hữu chai nước hoa nào nhá. Đầu tiên thì chúng ta vẫn thấy rồi, Creed Aventus, Creed Silver Mountain Water và hai chai nước hoa của nhà Armoire. Nói đến nhà nước hoa này một chút thì phải nói thật là mình vẫn thích những sản phẩm đời đầu của họ hơn là những sản phẩm hiện tại. Những sản phẩm đời đầu của họ thì nó mang một cái âm hưởng Trung Đông rất là rõ nét, với một những cái chai sử dụng những nốt trầm nhang rất là đậm đà. Nói chung nó thể hiện rất là rõ cái văn hóa sử dụng nước hoa của Trung Đông. Nếu như các anh em nào mà hãy đọc tìm hiểu về văn hóa sử dụng nước hoa của từng khu vực thì chúng ta sẽ hiểu là Armoire họ thể hiện rất là tốt cái văn hóa của Trung Đông. Còn hiện tại bây giờ thì có thể là do họ đang muốn mở rộng cái thương hiệu xa xỉ của họ, cho nên là cũng giống như Tom Ford bắt đầu đặt chai, đặt tên, đặt tiếc này cũng bắt đầu có cái thiên hướng giật gân, muốn gọi là kiểu câu view gây tò mò, ví dụ như là 53% lượng tinh dầu. Những cái đấy là một dạng kiểu marketing PR sản phẩm, mình không tin đó. Quay trở lại với bộ sưu tập người anh em của chúng ta, bên cạnh đó là Mancera rất rất là nhiều, ví dụ như đây là Cedra Boys, Mancera Hindu Kush. Chai Hindu này thì đúng mình cũng đã được gửi một vài những cái chai mà có quảng bá sử dụng nốt thế nhưng mà thực sự đúng là cái chai Hindu Kush này nó có cái vị ngái ít nhất mà còn có cái vị ngái giống với cái mùi cần, điều mà mình không thấy những cái chai nước hoa ví dụ như Black Afghano. Ông nào bảo mùi cần thì tôi đến ạ các ông. Nếu như ông nào mà đã từng ngửi mùi cần, ngửi cái mùi cần chưa hút ấy, thì sẽ thấy là cái Black Afghano nó không liên quan gì đến cả. Ông nào mà đấy, ông nào mà bảo là giống thì đấy, tất nhiên thì tùy mỗi người, nói thế nhanh cho nó vuông. Có Black Gold này, chai bên cạnh mình tự xác tự nhiên mình quên mất tên nhỉ, chai bên cạnh là một cái chai có cái tông mùi giống với Baccarat Rouge 540 như mọi người vẫn nói, nhưng mà tự nhiên bây giờ mình quên mất tên rồi. Red Tobacco này, Soul Blue, và chai trong góc trong thì mình chịu không biết. Đó, đấy là hàng trên cùng. Tiếp theo
chúng ta hãy cùng đến với hàng thứ hai. Hàng thứ hai ở đây thì anh em có thể thấy đều là những cái chai có cái mùi, có thể gọi là mùi rất là cơ bản, rất là linh hoạt, rất là cơ bản. Ví dụ như là Moschino Toy này, Prada, Terre d'Hermès, đó, Dior Sauvage, Mont Blanc, La Nuit. Nói chung, thậm chí là có những cả chai Mugler, Bạc Hà. Tự nhiên sao bây giờ mình sẽ quên, không biết có phải do tiêu bữa ba không mà đầu óc nói chung là nó cứ bay 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 bay. Nói chung ở tầng thứ hai này chúng ta có thể thấy là bạn Đỗ Huy đang sở hữu những cái mùi hương rất là cơ bản, đa dụng và linh hoạt. Riêng cái tầng này thôi cũng đã đủ xài cho 4 mùa rồi. Đó, còn cả Monte Chocolate Ready, một mùi bánh rất là ok. Đó, đấy là ở tầng thứ hai. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tầng thứ ba. Ở tầng thứ ba này thì nhìn lướt qua có thể thấy là bạn ấy đang sở hữu những cái chai ngon bổ rẻ độc lạ, ví dụ như là Montblanc Individual, Harlem Man X, Dark Rebel này, chai Rasasi này, không biết là Tobacco Blaze hay là chai La Du Quam cái gì đó, Afnan này, Hugo Boss Butter, tại tầm như Havas, Rasasi Havas, một chai có nét đặc mùi giống với Paco Rabanne Invictus đó, An Haraman này. Nói chung là tầng thứ hai này là có cả một số những chai Trung Đông khác và những cái chai ngon bổ rẻ đó. Đấy là tầng thứ đấy là tầng thứ ba rồi chứ. Tầng thứ tư thì vẫn là những chai ngon bổ rẻ thôi, không có gì cả. Ví dụ như là Line của Banana Republic này, Salvatore Ferragamo, F Black, Nautica, Lalique, IPM, chai này nghe đâu clone của Ultrame đó, Perry Ellis, Hugo Boss đó. Thì nói chung ở tầng cuối này vẫn là những cái chai ngon bổ rẻ. Thì đây là bộ sưu tập nước hoa của bạn Đông Huy. Với cá nhân mình thì điểm nổi trội nhất trong bộ sưu tập này đó là bạn ấy sở hữu rất nhiều những chai nước hoa ngon bổ và không quá là nhiều tiền, lại vừa linh hoạt, lại vừa đa dụng và cũng rất là thu hút đối với mọi người. Tất nhiên thì bạn ấy cũng có sở hữu một vài chai nước hoa niche của Creed, của Amort và một vài của Mancera. Thế nhưng so với phần còn lại thì về cơ bản đó là những cái chai nước hoa ngon, bổ, rẻ, rất là linh hoạt và cũng rất là thu hút mọi người. Thì với mình đấy là điểm nổi bật nhất trong bộ sưu tập nước hoa của bạn Đỗ Huy. Tuy nhiên thì mình có một cái góp ý về bộ sưu tập này, đó là bạn đang bị thiếu, có thể gọi là khá là sâu những cái chai nước hoa thuộc tông mùi gỗ và citrus. Ở đây thì ví dụ như là đàn hương, hoắc hương, tuyết tùng, vetiver là gần như là trong bộ nước hoa của bạn là không có, gần như là không có. Tất nhiên thì ở đây là có Terre d'Hermès, thế nhưng chai nước hoa đấy so với cái nhóm mùi vetiver thì nó gọi là nó giống như kiểu mùi hạt cát trên bãi biển. Do vậy mình thấy rằng trong bộ sưu tập này của bạn thiếu rất là nhiều hai cái nhóm mùi có thể gọi là cơ bản của nước hoa nam, đó là citrus, woody. Thì mình nghĩ rằng nếu như bạn có ý định mua sắm thêm thì cũng nên cân đối là lựa những sản phẩm mà theo hai cái nhóm hương đấy. Tất nhiên đấy là cái quan điểm của mình đó. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với người anh em tiếp theo. Next, cùng đến với bộ sưu tập của một người anh em có một cái avatar như chai Hàn Quốc, có nickname là Dương Trọng Quản. Và hãy cùng xem là bạn đang sở hữu chai nước hoa nào nhé. Thì như trên này chúng ta có thể thấy là bạn đã đang sở hữu những chai nước hoa có thể gọi là rất là đa dụng, rất là cơ bản. Ví dụ Jimmy Choo Iceman, Acqua di Gio Profumo, Secret One Shop, Dylan Blue, La Nuit, Jack Club, Dior Sauvage, Harlem Man X, Versace, Pure Homme, Guerlain, Bleu de Chanel. Đây là một bộ set mùi cho những anh em nào mà chỉ cần tầm khoảng trên 10 chai, rất là cơ bản, rất là linh hoạt trong mọi dịp, trong 4 mùa. Thì đây là một set mùi có thể gọi là gần như là anh em nào nếu như chỉ muốn là khoảng 10 chai thì nên tham khảo bộ set mùi này. Đấy là cái đánh giá của mình về bộ sưu tập hoa của bạn Dương Trọng Quản. Thì hôm gửi ảnh cho mình, bạn ấy cũng có hỏi mình rằng anh xem giúp em là đã đủ độ chinh chiến chưa. Thì cũng như mình vừa nói vừa xong, đây là một
bộ nước hoa cơ bản rất là linh hoạt. Do vậy rất là ok rồi, có thể sử dụng trong rất là nhiều các mặt trận. Tuy nhiên thì mình chỉ có thêm một góp ý nhỏ nhỏ, đó là nếu như mà em có ý định là muốn một cái mùi hương nó độc đáo hơn, nó ít đụng hàng hơn, thì nên tham khảo mua sắm một hoặc hai chai nữa. Bởi vì những cái sản phẩm của em về cơ bản đó đều là những cái mà được rất là nhiều mọi người chuộng, như Dior Sauvage, Jack Club đó, Dylan Blue, đấy đều là những cái mùi hương mà được rất nhiều người chuộng. Thì khi mà có những cái dịp, có những cái lúc nào đấy em cần một cái mùi hương nó vẫn thơm và ít bị đụng hàng, thì lúc đấy em nên cân nhắc là mua sắm thêm một hoặc hai chai. Còn nếu như em cảm thấy là không quá ngại cái việc mà sẽ có lúc nào đấy có hai cái mùi là na ná như của mình thì cũng không sao cả, thì bộ sưu tập của em là đủ, không cần mua thêm. Còn nếu như muốn nó một mùi hương nó có điểm nhấn, nó có sự khác biệt, thì nên mua thêm một hoặc hai chai. Đấy là cái nhận xét về bộ sưu tập của bạn Dương Trọng Quảng. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với người anh em cuối cùng trong video ngày hôm nay. Next, bạn cuối cùng trong video ngày hôm nay có một nickname tạm gọi là Daniel và chỉ có 5 chai thôi. Ở đây thì chúng ta hãy cùng xem là có những chai gì nhé. Màu quaff nè. Chai tiếp theo đó là Paragon Radcliffe. Đây là một mùi hương có sử dụng nốt thuốc lá vani và được đánh giá là có nét tương đồng với tobacco vani. Chai tiếp theo có thể thấy là người anh em này có vẻ là một fan hâm mộ của Paragon. Chai ở giữa thì mình chưa được ngửi. Chai trong cùng thì là một dạng kiểu tông mùi fresh spicy với tiêu biểu là oải hương cộng thêm ví dụ tiêu, hoặc đậu khấu. Nói chung đây là một tông mùi spicy, cay nồng nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng vẫn có hơi hướng một chút cổ điển. Tiếp nữa đó là Lalique Entrepreneur Low Extreme. Lalique thì phong cách làm mùi của họ gần như là những sản phẩm nào của họ cũng như thế. Nó luôn luôn có một cái sự sâu lắng, trầm và điềm đạm và classic đó. Thì đấy là những sản phẩm mà người anh em Daniel đang sở hữu. Có thể thấy rằng với 5 chai nước hoa và để nhận xét rằng đã ổn hay chưa, cần phải mua thêm hay không, thì chắc chắn rằng là sẽ phải mua rất là nhiều. Do vậy là mình nghĩ rằng là sẽ rất là khó để nói bộ này đã ổn hay chưa. Tuy nhiên mình sẽ chỉ có một góp ý nhỏ nhỏ, đó là nếu như mà bạn vẫn thích cái style phong cách mùi như này thì bạn có thể tham khảo thêm hoắc hương vetiver đó, thì đấy thậm chí là cả nhang nữa, nhang trầm, thì đấy đều là những cái mùi hương mà có cái thiên hướng nó hơi trầm, nó hơi sâu lắng và đôi khi tùy theo cách blend mùi nó cũng có cái chất classic của mùi hương, nó phù hợp với cái style của bạn thích đó. Thì đấy là cái mình muốn góp ý về bộ sưu tập của bạn Daniel. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em thêm một số những bộ sưu tập của các anh em đang ủng hộ kênh của mình. Có những anh em nào đã gửi cái ảnh cho mình rồi mà chưa thấy thì mong mọi người hết sức bình tĩnh, bởi vì mình chỉ luôn cố gắng trong một video khoảng 15 phút thôi. Nếu như mà dài quá thì mọi người xem cảm thấy rất là oải đó. Video của mình đến đây là hết, rất hy vọng mọi người cảm thấy thích. Còn bây giờ anh em mình hãy chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau nhé.